Xin chào cả nhà, chào các bạn. Chúc mừng các bạn đang quay trở lại với kênh Tin Nóng Từ Dân. Mình là Xuân Dũng. Số điện thoại của mình là 0834698879. Thưa các bạn, mình luôn luôn đồng hành cùng với những hoàn cảnh khó khăn, cần phải sự trợ giúp của các mạnh thường quân. Thì hôm nay thì mình tiếp tục đồng hành cùng với quý vị với một hoàn cảnh vô cùng rất là tội nghiệp và đáng thương. Khi em năm nay mới có 20 tuổi thôi, đang mắc trong mình một căn bệnh rất là quái ác, đó là căn bệnh ung thư xương. Và hiện tại bây giờ ở ngay cánh tay của em có một cái khối u rất là lớn. Gia đình đã chạy chữa rất là tốn kém, rất là nhiều tiền. Hiện tại bây giờ tổng số tiền mà gia đình đã bỏ ra chạy chữa và vay mượn ở ngoài là trên 200 triệu đồng. Và đúng ra thì cách đây mấy ngày em phải có mặt tại tiếp tục ở bệnh viện để theo cái quy trình của bác sĩ điều trị, đó là phải vào hóa trị tiếp, phải tia tiếp. Nhưng mà gia đình hết khả năng chi trả, cho nên là hiện tại bây giờ em đang nằm ở nhà và trông chờ vào những cái bài thuốc nam thuốc bắc để hy vọng rằng nó sẽ làm cho em thuyên giảm. Sau khi biết cái câu chuyện của em, mình đã dừng lại mọi công việc. Đúng ra hôm nay mình phải đi rất là nhiều chỗ ở nơi ở xa, ví dụ như đi ở Bến Tre hoặc là mình đi ở Bình Dương. Nhưng mà mình dừng lại công việc để mình đến đây, mình ghi hình để rất mong rằng là các mạnh thường quân trong và ngoài nước quan tâm và giúp đỡ chia sẻ hoàn cảnh của em, một hoàn cảnh rất là đau thương. Đó là em Nguyễn Trọng Nhân, năm nay mới 20 tuổi. Nhà em ở tại đó là số nhà hiện tại bây giờ cũng đang mướn thôi. Hiện tại mướn không có đất đai nhà cửa và hiện tại đang mướn. Và hôm nay mình đến đây thì cũng đang gặp một số bạn bè của em cũng đến thăm hỏi động viên. Số nhà của em đó là 215A, tổ 8, ấp mới, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Xin mời các bạn cùng mình vào thăm hỏi và xem sức khỏe của em hiện tại bây giờ thế nào nhé. Chào cô. Dạ. Này mấy bạn của em nó tới thăm. Đây bạn về tới ha. Dạ. Có ghế nào cao cao không? Con có ngủ được mấy nào không? Ngủ không được luôn. Chắc quá là. Nó bể ở đâu con? Chưa bể đâu vậy. Lúc mới mổ rồi. Đó nó mổ là sinh thiết đó hả? Mổ nó lấy xương hay là nó lấy thịt con? Không biết nữa. Mổ là không cho mổ này. Mình phát hiện ra cái này là bao lâu rồi em? Phát hiện ra tháng 11 năm trước. Tháng 11 năm trước. Tức là tính ra cũng được một năm mấy rồi? Đâu, 8-9 tháng. 8-9 tháng, tháng 11 năm trước quên. Em tên em là gì? Em tên Nguyễn Trọng Nhân. Nguyễn Trọng Nhân, năm nay em sinh năm mấy? Sinh năm 99. 99 hả? Là năm nay cũng được 20 tuổi hả? 21 tuổi. Đây là mẹ của bé, cái này. Có mình ở nó đó. Cô có ông vậy hả? Không đâu rồi. Cái nhà mình đây là nhà mình hay là... Nhà mình mướn hả? Nhà mình mướn một tháng nhiêu tiền đó? 800. Vậy nhà mình không có đất đai nhà cửa à? Nhà. Nói giờ là ở nhà mướn không? Vậy hả? Mình quê mình á thì hộ khẩu mình ở đâu? Hộ khẩu bên trong lớp nội, bên nội con ở đây. Hộ khẩu là ở đây? Dạ. Nhà này là nhà mướn. Thì hiện tại bây giờ mình có sổ hộ nghèo gì không cơ? Không. Không có luôn. Hồi mấy năm trước cho sổ hộ nghèo đâu được, tháng 2 tháng thì nó cắt hay không? Dạ. Thì em bị phát bệnh vậy là từ tháng 11 năm ngoái, là tính ra là cũng được 7-8 tháng. Mà mình đã đi bệnh viện chưa? Đi rồi, xạ trị hóa trị rồi. Xạ trị hóa trị rồi. Dạ, đi ở những bệnh viện nào cơ? Chợ Rẫy. Chợ Rẫy. Em mà băng bú thì nó bị bác sĩ bên băng bú và Chợ Rẫy điều trị luôn. Dạ. Mình xin chuyển viện thì không được. Dạ. Cái chi phí mà từ khi mà điều trị cho em á, tại thì đến bây giờ là trong nhà là tốn hết bao nhiêu tiền rồi? Nhiều lắm, không có bảo hiểm đó. Dạ. Rồi cái chị từ ở ngoài chị 3 tháng. Dạ. Rồi cũng 100 Dạ. Rồi hồi về đây tới giờ cũng 100 mấy 200 Dạ.
Từ tổng cộng cũng hơn 200 ngoài rồi. Hơn 200 mấy. Dạ, thì hiện tại bây giờ thì bác sĩ đã đang có cái phác đồ điều trị là bây giờ mình đang làm gì? Bác sĩ hỏi mình có khả năng không? Có khả năng gì? Có khả năng điều trị cho cái bệnh này là tốn kém nhiều lắm. Tốn kém nhiều lắm. Mình nghĩ là chắc không còn khả năng nữa. Dạ. Mình mới đem cái gì để nó uống thuốc nam. Giờ thì về uống thuốc nam thôi. Uống thuốc nam. Dạ. Thì bác sĩ chỉ định sắp tới là nếu như mà có tiền thì bác sĩ chỉ định là cho em điều trị như thế nào? Mình chỉ nói gì rồi mình xạ trị. Xạ trị. À, chào bác. Dạ. Nếu như mà sắp tới thì mình vẫn tiếp tục xạ trị. Dạ. Dạ. Xạ trị nó bác sĩ thì xạ điều trị ra cho. Dạ. Mình cũng chưa biết là bác sĩ xạ điều trị tới đâu. Dạ. Vì nó bác sĩ hỏi mình có khả năng không, mình nói là nếu dạ. mình nhiều quá không còn khả năng nữa. Dạ. Dạ. Là để bác sĩ có biết được là cái khối u này này thì khoảng nặng bao nhiêu ký không, người ta có nói không? Nhưng mà thấy rất là bừ đúng không? Dạ. Yeah. Đây là vô thuốc nó xả hoài đó. Bác tên là gì ạ bác? Nguyễn Văn Bằng. Nguyễn Trọng Bằng là Nguyễn Văn Bằng là cha của em Nguyễn Trọng Nhân. Yeah. Em Nguyễn Trọng Nhân. Dạ. Yeah. Nguyễn Trọng Nhân mà tôi nghe Nguyễn Văn Trọng Nhân Sơn. Nguyễn Trọng Nhân. Càng ngày càng bự. Càng ngày càng mưa. Bây giờ thì gia đình không có khả năng dạ, để đưa dạ, em đi. Dạ, đi khám qua đây cứ ngắt nè, dưới này. Đến em đi chỗ này đau quá đau không? Không đau. Không đau hả? Em đụng qua đây nó nhức ở trong. Nó nhức trong xương hả? Còn da đây là cứng ngắc. Ừ. Da đây mềm nè. Đúng không? Nhưng mà nó mất cảm giác rồi, nó không đau biến gì. Ờ, nó bị chèn, trong. Nó chèn dây thần kinh á. Chỗ này thì giờ em giờ nó bị mất cảm giác luôn. Giờ anh dẻo có đau không? Không. Dẻo vậy không đau luôn. Nhẹ không đau. Giờ vậy không đau. Ở đây đùng vô vậy. Ở đây còn cảm giác. Đây cứng ngắc luôn. Nếu làm được là được. Ừ. Thì bây giờ thì gia đình mình không có khả năng nữa cho nên đưa em về nhà. Và chỉ nhờ vào uống thuốc nam thuốc bắc, may sao nó giống như là mình giống như là còn hy vọng vào chờ vào thuốc bắc thuốc nam thôi. Dạ, chứ còn không có khả năng để lên bệnh viện để hóa trị nữa. Dạ. Mỗi lần hóa trị như vậy thì mình tốn bao nhiêu tiền có? Không có bảo hiểm nữa là cũng mười mấy ạ. À. Dạ. Mấy triệu. Ừ, và tiền đi đứng là không tính. Tiền đi đứng không tính. Cái tiền vào thuốc á. Mười mấy triệu. Bác sĩ là không có cho nằm viện. Bác sĩ cho đi xả rồi xả gì. Xả có 2 phút đồng hồ là về đó. Dạ. Yeah. Vậy thì em đã được đi xả trị mấy lần rồi? Xả 10 tia rồi. 10 tia rồi. 10 tia rồi hả? 10 tia xả chứ mấy tia bệnh của em mà xả bình thường, mấy cái tia bình thường không có ăn được. Bệnh này hiếm với lại khó trị, bác sĩ nói bệnh khó trị. Bác sĩ nói với ba là bệnh khó trị, an ủi tinh thần, coi cố gắng chứ giờ không biết được. Ừ. Bệnh khó trị. Nhưng mà nếu như có tiền tiếp tục xà trị nữa thì đã, nó làm sao? Là nó đỡ đau đỡ nhất. Tiếp tục xà trị nữa thì sao? Nhất lên nó dễ mong. Và xà luôn cái này không nhẹ mà giờ nó không nổi luôn. Di căn. Di căn. Nó thấy cái mực nó mới đâu đây hả? À. Cái người bữa nay. Nó mới phát hiện cái cục ở đây phải không? Đây phải không? Ừ, nó di căn qua đây. Chỗ này đau không? Không đau mà nó chèn ép mình khó thở. Ừ. Dạ rồi bác sĩ kêu là mời 1 tháng rồi lên tới khám mà giờ tới. Giống như cái tiếng giáp của nó tình. Tới ngày lên tới khám rồi mà không có tiền, không có đi xả nữa. Dạ. Yeah. Vậy thì từ khi mà em cái lần xả thì cuối cùng á là cách đây là bao thời gian bao tháng lâu rồi? Đó. 1 tháng rồi. Tháng mấy bữa mà đúng ra thấy bác sĩ thì nói thằng bao lâu là lên xà đi lại. Mà 1 tháng lên xả lại. 1 tháng lên xả lại mà bây giờ là quá ăn tháng rồi. Quá ăn tháng rồi thì gia đình mình không có cho nên ở nhà không luôn. Không có tiền đến nhà uống nam luôn. Bác cho con xin được mấy cái giấy tờ ngày xưa mình đi khám ở trên bệnh viện á. Và cái bây giờ giấy đó ở tỉnh bỏ lên là mai tôi đi lên tỉnh tôi kiếm nè. Bà bỏ ngoài sao đích xe lăn đó. Lấy cái ba cái giấy mà à, bác cho anh hỏi là bây giờ bác đang làm gì? Từ hôm trước tới tới giờ là lo là đưa nó đi bệnh viện rồi kiếm thuốc sang rồi cho nó chứ không có làm gì được. Dạ dạ, còn trước đây là bác làm gì ạ? Trước là mộc. Trước là mộc ha. Dạ, bây giờ thì không làm gì. Không làm gì hết. Từ tới giờ là lo đi điều trị cho nó là lo chạy thuốc. Dạ. Chạy một cái chạy gãy luôn đâu có bằng được gì đâu. Dạ dạ. Thì còn cô thì cô có làm gì không? Cô hồi xưa cô bán chuối nướng. Bán chuối nướng? Dạ. Bán vé số rồi. Vé số, dạ. Thì bây giờ thì cũng ở nhà để giúp em thôi chứ không có làm gì. Không làm gì được hết. Dạ.
có chạy không thì chạy thuốc mình ở nhà mình lo không là đâu có. Hôm nay anh đến đây thì cũng tình cờ gặp em, em hãy cho biết là em là sao với Nhân. Nhân là nó là em á, bạn của em à, quen biết là chơi chung đó. À vậy hả? Dạ. Ở nhà em ở gần đây không? Dạ em bên chợ này. Bên chợ à, thế hôm nay em đến đây để thăm hỏi hả? Dạ em thăm đó. À yeah. Em thấy hoàn cảnh của Nhân này thế nào? Nhà nó cũng khổ lắm. À không có như người ta. Ừ. Người mấy em có sử dụng Zalo Facebook để kêu gọi giúp đỡ cho em không? Dạ có. Có ha. Dạ. Mình ban đầu mình đã giúp đỡ được gì chưa? Dạ, chưa thì em chia sẻ à. Mới chia sẻ ha. Dạ. Ừ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Cô bác cái giấy chị hồi đó thì nó không? Thưa các bạn, đây là những cái hóa đơn mà gia đình đã thanh toán cho bệnh viện ngay những cái ban đầu. Thì mình vừa hỏi cái những cái hóa đơn mà cái tiền xả trị á, mỗi lần mà tầm mười mấy triệu đó thì gia đình đã để quên ở trên bệnh viện rồi. Cái giấy tờ đó thì đang để quên bệnh viện rồi bác? Ừ, bỏ quên trên xe lăn rồi đi về luôn. Dạ. Sáng giờ kiếm đục nước luôn rồi nhớ lại là để mình sao cái đít xe lăn có cái túi đó. Rồi có ai giữ dùng mình trên không? Không biết, tôi tính sáng tôi làm tôi kiếm coi rồi bác có gửi bác sĩ không? Người ta thấy là người ta có lẽ rồi gửi bác sĩ lại. Nói gì nói không? Nói gì sao lần đó? Rồi... Từ đây mà tôi đi qua lúc bên Long Hào Vĩnh Long, tôi đi lấy thuốc cho nó. Vậy hả? Qua đó lấy thuốc Nam bởi nữa hả? Yeah. Long Hồ Vĩnh Long. Lấy thuốc Nam là chuyện mấy, chuyện mấy. Thứ sáu này đi công mượn tiền đi. Hồi đó ông cậu của Mỹ Giang cũng tên Long Vĩnh Long, Cần Cần Thơ. Thầy đó, ông làm cái thuốc gì mà vô cái tính gà. Em Nhân ơi, bây giờ em ăn uống gì được không? Được hả? Hai mũ uống thuốc. Rồi uống sữa, uống xích gì được không? Không, không được. Không uống sữa được hay là không có tiền mua sữa? Cử sữa ha. Bác sĩ ta cho ăn nước yến uống mà nó uống không được. Vậy thì bây giờ nếu như mà ăn uống thì mình phải ăn cơm với cháo, nấu cơm với cháo. Chẳng ăn đâu, hai ba muỗng cơm rồi kêu nó uống thuốc cho khỏe đó. Vậy hả? Bói đổ cơm con gái uống nước yến được không? Pha thêm nước nóng cho nó uống thôi, cho nó lọc lấy ngọt. Chứ bây giờ chị đừng có tử sữa đi cho nó uống cái gì uống. Nó uống không được. Chứ phải tử. Nó ngọt, nó không uống được luôn. Chứ hả, nghĩ uống được cái gì thì cho uống đi ăn, chứ uống chứ đừng tử. Bà uống nó thuốc nam này ông thầy, ông không cho uống sữa. Dạ. Là cô ơi, uống sữa nó ngon lắm. Chạy nợ nó không cho. Nó nuôi con gì nó nợ rồi thiếu rồi con phải sống thì con thủ trả mẹ. Tụi con chết rồi ai được ăn cá đồng với để con chết đi. Nó như nó mà sao em nói sao? Nó kêu mẹ đừng chạy nợ nữa để cho nó chết đi. Ừ. Để mẹ chạy nợ rồi con sống thì con bằng phụ trả mẹ rồi con chết rồi ai làm phụ mẹ người ta lại mắng lại chửi. Để con chết đi đừng có mượn nợ ai hết. Nó bị không cho nói kìa. Nó bị không cho nói. Nó bị sáu cơm mượn không có lời với mấy con. Mượn chịu đi. Thế nó đọc nhất qua bao xe du lịch lên chợ rẫy hang chiều tối lên tỉnh cái nó nói giờ không làm được chưa vô thuốc cũng không hiệu quả nữa, chích thuốc không hiệu quả nữa rồi chợ quay đầu về 900.000. Cái đau nhất lên la chịu nổi. Hồi đầu nó phát thì sao không? Hồi đầu nó mê nó bị. Ban đầu là bị sao? Triệu chứng ban đầu á không? Nhưng nó là nó chặt khớp. Rồi tử này cục cứng ngắc à. Cứ đi sửa, đi dắt hơi rồi đi bó thuốc thì không hết. Mà thấy càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng đi bác sĩ thì bác sĩ nó thì kỳ ba rồi mà ác nữa. Ừ. Rồi hỏi bác sĩ nó bây giờ quá chị. Xạ chị rồi cứ chạy ai chỉ đi đâu cũng đi hết rồi. Chạy ba người hôm trước sáu sáu giờ là lô vô với nó là không ăn tôi quả đâu có làm vô đồng bạc nào đâu rồi là lo thuốc tham cho nó nữa. Tức là nó lò một cục lên nổi một cục lên ở dưới hệt dưới nét á hả, giống như cục hệt dưới nét á hả? À ban đầu đó nó là cục hệt dưới nét. Dạ. Nó nằm ngay nách luôn, nằm dưới nách luôn. Dạ. Xong rồi thì cứ tưởng là trực khớp. Ừ, nó trực khớp. Nó cái cục đó nó ban đầu á nó bự không? Ra bằng cánh cái vậy? Bằng cánh cái. Nó xuất hiện là bằng cánh cái. Nó lúc còn nhỏ vậy mà mình biết chắc là và coi là ác rồi. Bác sĩ kết luận là em là bị gì? Bị ca gì?
ung thư xương. Ung thư xương. Đầu dai, ác tính. Dạ. Yeah. Gia đình tôi đưa cho các đứa cháu đi bệnh viện đã trị quá nhiều và bây giờ không còn khả năng, nhờ hãy đem cháu về chị Trúc Nam, cũng nhờ chú Dũng chứ cô Hồng Thức đưa chú Dũng lại đây, thì cũng nhờ mạnh thường quân với mấy anh chị từ thiện thì giúp đỡ cho tôi nặng cửa chị cho cháu được nhiêu thì nên nhiêu. Tôi rất cảm ơn anh chị và cô bác mạnh thường quân. Dạ, con rất là đồng cảm với hoàn cảnh của nhà gia đình mình. Dạ. Khi đã mà tốn rất là nhiều tiền rồi, hơn số tiền rất là lớn rồi, một tài sản rất lớn so với thu nhập của một người dân ở tại tại đây, ở tại miền quê của mình. Thì nếu như mà những cái mạnh thường quân nhà hảo tâm mà muốn giúp đỡ cho em thì liên hệ với cô qua số điện thoại nào ạ? 0178 966 8063. Dạ, rồi cô cho con mượn cái này coi. Thưa quý vị, nếu như mà quý vị nào, các mạnh thường quân nào muốn giúp đỡ hoàn cảnh của em Trọng Nhân thì liên hệ với trực tiếp với mẹ của em, đó là cô Tư. Cô Tư có số điện thoại là 0789 668 063. Mình nhắc lại 0789 668 063. Uống đi, em uống thuốc đi. Nói vậy bác này, giờ thì con cũng không có nhiều. Dạ, thì thấy hoàn cảnh của em vậy đó, con cũng nói chung là không có nhiều đâu. Dạ, con gửi cho bác chút đỉnh này, bác đưa cho em đi mua. Hiện tại bây giờ thì chắc là cũng không đủ để mà chi phí cho em đi xạ trị đâu, tại vì một lần đi xạ trị về thì hóa trị về cũng phải trên 10 triệu, đúng không? Thì giờ con phụ cho bác có gì mua gì đó cho em ăn đỡ đến khi nào đủ tiền ha. Cảm ơn con gửi bác nha. Gửi bác triệu. Cảm ơn chú Dũng nhiều. Dũng cho tiền nặng đi kiếm thuốc nam để uống. Bó cho nó. Thì bác làm sau đó giờ cũng cái số tiền 1 triệu con gửi cho bác thì cũng không đủ để mà đưa đi bệnh viện thôi. Thì bác cứ giữ đó mua thức ăn hay là mua hàng ngày ăn uống gì hỗ trợ cho em, thuốc men cho em đỡ. Cảm ơn chú Dũng nhiều nha chú Dũng. Vậy nghe em nha, lạc quan lên ha. Vâng, thưa bạn, các bạn cứ liên hệ với gia đình của hai bác là bà Tư với số điện thoại vừa lúc nãy. Nếu như mà có vấn đề gì mà không liên lạc được hoặc có khó khăn thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0834 698 879. Mình sẽ tiếp nhận và sẽ trao tận tay cho gia đình của hai bác để đưa cho em đi chữa bệnh. Rất là cảm ơn toàn thể quý vị, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã quan tâm và theo dõi clip này. Một lần nữa mình xin chào, tạm biệt. Rồi thì bây giờ con cũng xin phép hai bác với em anh về ha. Nó về thì cũng mong rằng em cũng lạc quan yêu đời lên ha, và cứ hy vọng rằng là sẽ có mạnh thường quân sẽ giúp đỡ mình và cho em chữa trị ha. Rồi cảm ơn. Dạ cô. Cảm ơn rất nhiều. Rồi con xin phép con về ạ. Nhân nha, lạc quan lên ha.